Kính chào quý vị, quý vị đang theo dõi những thông tin toàn cảnh trên kênh youtube của chúng tôi. Nội dung chương trình sẽ cung cấp đến quý khán giả những góc nhìn toàn cảnh, những vấn đề nóng hổi dưới góc nhìn chuyên sâu đa chiều đang giành được sự quan tâm lớn của dư luận. Dưới đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Ông Lê Hải Trà và giai đoạn ồn ào trên thị trường chứng khoán Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán, nhà đầu tư kêu thiệt hại có được bồi thường. ROAS cổ phiếu lạ thường nhất thị trường chứng khoán. Theo kết luận điều tra bổ sung, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết có đơn của 685 nhà đầu tư tố cáo hành vi thao túng thị trường chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm, đồng thời đề nghị bồi thường thiệt hại đối với 6 mã chứng khoán nhóm FLC. Về số đơn thư này, trong kết luận điều tra bổ sung, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã phân loại giải quyết theo quy định. Theo đó, đối với các nhà đầu tư mua cổ phiếu AMD, ART, HAI, GAB, FLC, cơ quan điều tra cho rằng không có căn cứ để xem xét giải quyết do không đủ căn cứ xác định thiệt hại của các nhà đầu tư do hành vi thao túng thị trường chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm gây ra. Theo kết luận giám định ngày 23 tháng 10 năm 2023 của Bộ Tài chính, Đối với các nhà đầu tư mua cổ phiếu ROS của công ty cổ phần xây dựng FLC Faros, cơ quan điều tra cho biết đã phân loại ghi lời khai, xác định bị hại kết luận trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với 126 đơn của các cá nhân tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của pháp nhân công ty cổ phần tập đoàn FLC và công ty cổ phần FLC Quy Nhân Golf Resort, Trịnh Văn Quyết, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn FLC, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phân loại, chuyển thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra các địa phương để giải quyết theo thẩm quyền. Bên cạnh đó, 44 đơn của 33 cá nhân ký hợp đồng đặt mua trái phiếu của công ty cổ phần tập đoàn FLC phát hành tháng 12 năm 2021 với giá 10.000 đồng một trái phiếu, lãi suất 12% một năm. Cơ quan điều tra cho rằng đây là vụ việc tranh chấp dân sự, các bên đang thỏa thuận giải quyết chưa thống nhất. Nếu các bên thỏa thuận không thống nhất thì khởi kiện ra tòa để được giải quyết theo quy định. Trواز của công ty cổ phần xây dựng FLC Faros được xem là một cổ phiếu lạ thường nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. Đây là yếu tố giúp ông Trịnh Văn Quyết vào cuối năm 2016 và đầu năm 2017, chớp nhoáng vượt tỷ phú Phạm Nhật Vượng trở thành người giàu nhất trên thị trường chứng khoán nếu tính tài sản dựa trên số lượng và giá các cổ phiếu mà ông Quyết nắm giữ khi đó. Trong vài năm xuất hiện trên sàn, cổ phiếu này đã khuynh đảo thị trường chứng khoán khi lọt vào rổ VN30 là 30 cổ phiếu trụ cột trên thị trường chứng khoán và sau đó ghi nhận chuỗi ngày tăng bất tận, qua đó giúp cựu chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết có khối tài sản hàng chục nghìn tỷ đồng. Ngay từ khi được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, HOSE vào ngày 1 tháng 9 năm 2016, cổ phiếu ROS đã thu hút được sự chú ý của các nhà đầu tư. Với giá tham chiếu là 10.500 đồng một cổ phiếu, tương đương giá trị vốn hóa ở thời điểm đó là hơn 4.500 tỷ đồng. Cổ phiếu ROS đã liên tục tăng rất nhanh. Sau khi lên sàn từ khoảng tháng 10 năm 2016, giới đầu tư trên thị trường chứng khoán ghi nhận lượng giao dịch tăng đột biến đối với cổ phiếu ROS với từ 50 đến 70 triệu đơn vị được chuyển nhượng mỗi phiên. Giá cổ phiếu này tăng điên cuồng và đạt mức 100.000 đồng một cổ phiếu chỉ vài tháng sau khi lên sàn tức gấp gần 10 lần so với mức giá chào sàn. Với tỷ lệ nắm giữ lớn, vào khoảng giữa tháng 11 năm 2016, ông Trịnh Văn Quyết bất ngờ vượt ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup và trở thành người giàu nhất trên sàn chứng khoán. Khi đó, khối tài sản của ông Quyết đạt gần 33.000 tỷ đồng, chủ yếu nhờ vào gần 290 triệu cổ phiếu ROS. Với mức giá 115.000 đồng một cổ phiếu, ông Quyết khi ấy có khối tài sản khoảng 32.900 tỷ đồng tương đương khoảng 1,47 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, tài sản của ông Vượng ở mức 32.300 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,44 tỷ đô la Mỹ. Bà Lê Thị Ngọc Diệp, vợ ông Quyết cũng lọt tóc 10 người giàu nhất trên sàn chứng khoán. Sự điên cuồng nhất của cổ phiếu ROS là trong khoảng thời gian từ cuối tháng 9 năm 2017 đến đầu tháng 11 năm 2017. Giới đầu tư ngỡ ngàng khi cổ phiếu của một công ty xây dựng không mấy tên tuổi đã liên tục tăng gấp 10 rồi tăng thêm hơn gấp đôi lên mức gần 215.000 đồng một cổ phiếu vào đầu tháng 11 năm 2017. Mặc dù cổ phiếu ROS tiếp tục tăng giá lên đỉnh cao mới trong năm 2017 và qua đó giúp tài sản của ông Quyết có lúc lên trên 50.000 tỷ đồng, nhưng ông Quyết không còn giữ được vị trí người giàu nhất sàn chứng khoán do ông Phạm Nhật Vượng ghi nhận gia tăng số lượng cổ phiếu Vingroup mã chứng khoán VIC nắm giữ. Tuy nhiên, trong suốt quá trình gia tăng tài sản, ông Quyết cũng không được tạp chí danh tiếng Forbes công nhận là tỷ phú đô la tiếp theo của Việt Nam. Theo kết quả điều tra, trong giai đoạn từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 9 năm 2016, Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần của công ty cổ phần xây dựng Faros, sau đó chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Từ đầu năm 2018, cổ phiếu FLC Faros bắt đầu giảm giá mạnh sau khi doanh nghiệp này đặt mục tiêu doanh thu tăng nhẹ nhưng lợi nhuận sau thuế giảm mạnh so với kết quả năm 2017. Chỉ trong vòng 1 năm kể từ đỉnh cao hồi tháng 11 năm 2017, cổ phiếu này giảm khoảng 5 lần tới cuối năm 2020. ROS về gần ngưỡng 2.000 đồng một cổ phiếu, giá điều chỉnh. Tuy nhiên, ROS vẫn được xem là một cổ phiếu có lái, biến động rất mạnh, không theo tình hình kinh doanh của doanh nghiệp và khiến nhiều người thắng hoặc thua lỗ nặng. Tới đầu năm 2022, cổ phiếu ROS lại leo lên ngưỡng 15.000 đồng một cổ phiếu trước khi về mức giá 2.500 đồng một cổ phiếu ở thời điểm trước khi bị hủy niêm yết vào ngày 5 tháng 9 năm 2022. Về tính thanh khoản, cổ phiếu này cũng ghi nhận những diễn biến lạ thường. Có những khoảng thời gian như gần cuối năm 2019, giao dịch ROS lên tới cả nghìn tỷ đồng, nhưng có khoảng thời gian sau đó, dòng tiền mất hút, thanh khoản nhỏ giọt. ROS được biết đến là nhà thầu xây dựng cho phần lớn dự án nghỉ dưỡng bất động sản của tập đoàn FLC, và doanh nghiệp này có những năm ghi nhận lợi nhuận khá cao. Dù vậy, doanh nghiệp này chưa năm nào trả cổ tức bằng tiền mặt. Hậu hủy niêm yết, 568 triệu cổ phiếu RS của FLC Faros cũng chưa được giao dịch trên sàn upcom như các cổ phiếu bị hủy niêm yết khác do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phải xem xét hồ sơ sau khi có kết luận của cơ quan chức năng. Nhiều nhà đầu tư chưa thể thoát hàng khi ôm cổ phiếu RS cho tới thời điểm này. Sàn Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận giai đoạn đáng chú ý dưới thời ông Lê Hải Trà với vụ việc tập đoàn FLC và ông Trịnh Văn Quyết thao túng một cách lộ liễu cùng với sự lạm quyền của các lãnh đạo sàn chứng khoán. Tháng 2 năm 2021, ông Lê Hải Trà, thành viên phụ trách hội đồng quản trị Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSE) đã được bổ nhiệm vào vị trí tổng giám đốc. Trước khi ông Trà được bổ nhiệm vào vị trí tổng giám đốc, HSE để chống vị trí này trong một khoảng thời gian dài và cũng đúng thời điểm sàn rơi vào tình trạng nghẽn giao dịch, gây bức xúc cho các nhà đầu tư hồi cuối năm 2020, đầu năm 2021. Ông Trà được giới đầu tư xem là làn gió mới cho lãnh đạo cấp cao của ngành chứng khoán. Trước hết, kỳ vọng được đặt ra là giải quyết vấn đề tắc nghẽn lên đến đỉnh điểm vào đầu năm 2021. Sau khi nâng lô giao dịch tối thiểu từ 10 lên 100, ông Trà từng đề xuất nâng lên 1.000 đơn vị để giảm 40-50% tổng số lượng lệnh giao dịch, đồng thời gián tiếp thúc đẩy phát triển các quỹ đầu tư, ngành quản lý quỹ thời điểm các vụ thao túng chứng khoán tại tập đoàn FLC và các nhóm Louis bị phát giác, ông Lê Hải Trà từng nhấn mạnh cách để ngăn chặn hoạt động này là bộ máy quản lý giám sát thị trường chứng khoán phải có đủ thẩm quyền, phải xử lý vi phạm nghiêm khắc từ dân sự đến hình sự. Dưới quyền ông Trà, trong năm 2021, Hà Đầu SE chi gần 500 tỷ đồng để giám sát thị trường chứng khoán, chi phí giám sát thị trường có tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu chi phí, chiếm tới gần 71% năm 2021, hà đầu SE ghi nhận doanh thu tăng mạnh và nộp về ngân sách nhà nước và cơ quan cấp trên hơn 2.300 tỷ đồng, tăng gấp 4,6 lần so với năm trước đó. Đây cũng là năm thị trường chứng khoán Việt Nam bứt phá, tăng trưởng mạnh mẽ và dẫn đầu ASEAN về tốc độ tăng trưởng giá trị giao dịch và vốn hóa trên thị trường chứng khoán. Chỉ số VN Index thiết lập lịch sử với hơn 1.500 điểm. Mặc dù được kỳ vọng rất lớn. Nhưng ông Lê Hải Trà chỉ ở vị trí Tổng giám đốc HOSE được một thời gian ngắn đã bị kỷ luật. Chiều ngày 18 tháng 5 năm 2022, Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định khai trừ ra khỏi Đảng ông Lê Hải Trà, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc HOSE và một số cá nhân khác thuộc Đảng ủy cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước do đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để một số tổ chức cá nhân thuộc ủy ban có nhiều vi phạm khuyết điểm trong việc tham mưu xây dựng thể chế, chính sách và thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán, để một số tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật thao túng thị trường thu lợi bất chính. Cho đến thời điểm hiện tại, giới đầu tư đã biết tại sao lại có hiện tượng con voi chui lọt qua lỗ kim với vụ thao túng chứng khoán Trịnh Văn Quyết và nhóm cổ phiếu FLC. Đây là vụ đáng chú ý hàng đầu trong lịch sử thị trường chứng khoán, xét cả về quy mô, sự lộ liễu và sự lặp đi lặp lại. Đỉnh điểm là vụ bán chui 74,8 triệu cổ phiếu FLC của ông Trịnh Văn Quyết vào ngày 10 tháng 1 năm 2022. Nhiều đợt bán tháo sau đó với dư bán sàn cả vài ngàn tỷ đồng và nhóm cổ phiếu FLC khiến các cổ đông mất nghìn tỷ đồng. Kết quả điều tra bổ sung vụ ông Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán đã chỉ ra chuyện con voi chui lọt lỗ kim và việc lãnh đạo HOSE biết sai vẫn làm giúp Trịnh Văn quyết chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng. Bên cạnh vai trò chỉ đạo của cựu lãnh đạo HOSE trước đó là Trần Đắc Sinh trong việc đưa công ty Faros nâng vốn khống nhưng được niêm yết trên sàn HOSE, ông Trà khi đó là ủy viên hội đồng quản trị, phó tổng giám đốc thường trực, thành viên độc lập, thành viên hội đồng niêm yết HOSE đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cụ thể Ông Trà dù biết rõ báo cáo kiểm toán về tài chính của Faros có vi phạm bởi chưa có căn cứ xác định số vốn thử góp. Trong quá trình thẩm định, ông Trà đã hai lần hội ý với các thành viên hội đồng niêm yết và đều thông nhất Faros chưa đủ điều kiện, yêu cầu công ty phải giải trình. Nhưng ngày 23 tháng 8 năm 2016, khi hội đồng niêm yết nhận được báo cáo giải trình của công ty, dù chưa có thời gian nghiên cứu nhưng trong cuộc họp chưa cùng ngày, ông Trà và các thành viên của hội đồng đã đồng ý với báo cáo này. Sau đó nhóm bị can tiếp tục đồng ý chấp thuận niêm yết đối với cổ phiếu của FLC Faros, mã chứng khoán ROS, dẫn đến hậu quả ông quyết và đồng phạm đứng niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS hình thành từ vốn góp khống. Tại cơ quan điều tra, ông Sinh và ông Cha thừa nhận hành vi phạm tội và trình bày lý do giúp cựu chủ tịch FLC là vì mối quan hệ quen biết và cũng muốn HOSE có doanh thu từ thu phí niêm yết phi giao dịch chứng khoán. Những thông tin này cũng đã khép lại chương trình phát sóng hàng ngày của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tiếp theo.